Cửa hàng sủng thú siêu thần chấp 152. Thu hoạch của hôm nay gần bằng một năm của tôi rồi. Người của Long Giang, các người sẽ không nuốt lời chứ? Ông chủ Tô nói rồi, căn cứ nào đến tiếp viện đều có công. Đây là phần thưởng mà các người xứng đáng nhận được, yên tâm thu hoạch đi. 2. Dù có nhiều phần thưởng thì cũng có tác dụng gì. Một đợt thú triều thì sẽ chết nhiều người như vậy. Thành phố sụp đổ rồi, Bỉ Ngạn cũng chạy rồi. Chúng ta còn có thể chống đỡ được lần sau sao? Tuy chúng ta đã trả cái giá không nhỏ trong trận chiến lần này, nhưng hãy nhớ kỹ. Chúng ta đã ngăn chặn được thú triều. Những con quái thú đó không có bước qua thi thể của chúng ta mà đi ăn thịt người nhà của chúng ta. Hữu thống lĩnh. Đồng thời ông chủ còn đẩy lùi được Bỉ Ngạn. Cô đơn một mình. Đẩy lùi Bỉ Ngạn một trong tứ vương. Bọn chúng không có gì đáng sợ cả. Điều chúng ta phải làm chỉ có một. Đó chính là cố gắng nâng cao sức chiến đấu, củng cố tường thành của chúng ta. Khi đợt thú triều tiếp theo đến, chúng ta sẽ để đám quái vật khốn kiếp đó một đi không trở lại. 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 Thảo Nguyên, phòng đối chiến sủng thú. Mục tiêu tấn công lần này của Bỉ Ngạn vừa hay đều là căn cứ mà mình mở cửa hàng. Mục đích của chúng không có gì đáng ngạc nhiên, chính là muốn chiếm hệ thống cửa hàng, hấp thụ tài nguyên chất lượng cao do cửa hàng sản xuất. Lúc đó nó không biết khi mình ở cửa hàng là bất khả chiến bại. Mình muốn dùng điều này để tiêu diệt Bỉ Ngạn hoàn toàn. Nhưng mình tính sai rồi. Không ngờ khi sử dụng con át chủ bài, thế nhưng chỉ đổi lại cơ thể giả của nó. Nhưng mà nếu cơ thể giả của Bỉ Ngạn có thể dễ dàng phá thành, vì sao nó không trực tiếp làm như vậy từ đầu? Rõ ràng sau khi phá thành rồi để thú triều xông vào trong thành tàn sát nhân loại, làm cho quân địch bận rộn hai đầu trận chiến là cách đánh khôn ngoan nhất. Lẽ nào lúc đó sức mạnh của Bỉ Ngạn không mạnh như vậy? Nghe Bạch Lão nói, lúc đầu đại đế của nhân tộc đã hy sinh bản thân, dùng rất nhiều tinh lực trấn áp lối vào của vực sâu. Nếu tinh lực trấn áp không tan biến hoàn toàn, như vậy việc nó cưỡng ép đột phá nhất định sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Nếu nguyên khí của Bỉ Ngạn bị thương nặng mà quay về Lam Tinh, thì nó nhất định sẽ nghĩ mọi cách ăn thịt những sinh mạng khác để khôi phục lại sức mạnh. Những thủy tinh này đối với Bỉ Ngạn mà nói, không phải là thức ăn vô bổ, mà là thức ăn vô cùng quan trọng để dưỡng thương. Bỉ Ngạn mất đi những thủy tinh này, nhất định vẫn còn trong trạng thái yếu ớt. Nếu mình có thể đạt đến thiên mệnh cảnh, tầng thứ 3 của truyền kỳ, thì mình có thể giết được nó. Cấp bậc của ký chủ đã đột phá đến tầng thứ nhất của truyền kỳ hãn hải cảnh cực hạn. Kỹ năng cần có để lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một là thần chi nhãn. Hiệu quả, thần chi nhãn có tốc độ tiếp nhận thông tin khác với người thường, tốc độ của thế giới trong mắt có thể giảm xuống tối đa 0,01% so với ban đầu trong thời gian ngắn. Không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần. Như thể vừa mới thoát ra khỏi một cái vỏ bằng sắt vậy. Còn có thần chi nhãn. Chỉ cần có nó, cho dù là người mạnh hơn mình một cảnh giới đánh lén mình, e là cũng sẽ bị mình phát hiện ra ngay lập tức. Không ngờ tới kỹ năng biến thái như này lại chỉ là một trong những kỹ năng cần có của pháp tắc không gian. Thảo nào Kiều Anna nói chỉ có nắm chắc pháp tắc chi lực mới có thể đánh bại Bỉ Ngạn. Chúc mừng ông chủ Tô thuận lợi đột phá. Có chuyện gì sao? Chúng tôi đã tổn thất rất nhiều chiến sủng sư xuất sắc trong đợt thú triều này. Cho dù những người còn lại nhận được bồi thường, e là cũng khó trụ nổi đợt thú triều tiếp theo. 2. Ông có chủ ý gì không? Chúng ta cần bổ sung sức mạnh để có thể chống lại đợt thú triều tiếp theo. Trên thành phố căn cứ đã bị chiếm đóng, ngoài tàn dư của lực lượng quân nổi dậy Bỉ Ngạn, còn có một vài thế gia có căn cơ lớn vẫn còn đang phản kháng đến bây giờ. Nếu có thể giải cứu họ, họ nhất định có thể trở thành sức mạnh của chúng ta. Thu phục những gia tộc lớn còn lại đúng là một ý kiến hay. Nhưng sao cô quan tâm đến những chuyện này? Đường gia chúng tôi, tổng bộ bị bao vây rồi. Ồ, ai dám bao vây đường gia các người? Bọn họ và đường gia chúng tôi đều là nhân vật lớn trải dài trên hàng chục căn cứ ở khắp khu vực Á Lục. Là Tư Đồ gia, Vương gia đáng chết. Lần nổi loạn của Bỉ Ngạn này, bọn họ không những không đoàn kết chống lại kẻ địch, mà lại thông đồng với nhau, gia nhập vào thế lực của Bỉ Ngạn, muốn mượn chuyện này để thôn tính đường gia chúng tôi. Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai, xin hãy cho phép tôi rời khỏi cửa hàng, quay về cứu người nhà. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.